Chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một chương trình mới của Phong và Thủy. Và ngày hôm nay với chủ đề là gì chị Trang Hà nhỉ? Ngày hôm nay với chủ đề là phong thủy trong kiến trúc hiện đại, đặc biệt là phong thủy trong chung cư. Trong không gian kiến trúc hiện đại của ngày hôm nay thì chúng ta xin mời quý khán giả của Minh Hương và Song Hà sẽ đi đến thăm gia đình nhà chị Trà My tại Trung Hoàng Nhân Chính các bạn nhé. Chị ơi, chúng em là bên chương trình phong thủy và ngày hôm nay thì đến thăm gia đình chị ạ. Dạ. Nhà chị có cái phong cách rộng quá. Cảm ơn. Chị đã tự nhiên. Rất vui là được đón tiếp các em. Chị cũng rất mong là được chuyên gia là tư vấn cho gia đình chị. Chúng em cũng rất là vinh hạnh được đến thăm gia đình, vì chương trình cũng đang hướng đến một chủ đề, đó là phong thủy cho kiến trúc hiện đại. Và kiến trúc hiện đại thì có lẽ không thể có gì bằng chính là không gian của chung cư, đúng không Song ạ? Ngày xưa thì các cụ ta làm gì có chung cư, đúng không? Bây giờ là trong kiến trúc hiện đại mới có chung cư, đúng không chị ạ? Trong kiến trúc hiện đại thì có rất nhiều những cái mà trong sách cổ không có. Rất đơn giản, thứ nhất là nếu nói về hình thái lớn ở bên ngoài thì là không có những tòa nhà quá cao tầng như vậy. Thứ hai, hoàn toàn không có thang máy. Thứ ba là các thiết bị ngày xưa không có điều hòa, không có lò vi sóng, không có bếp từ. Bếp ga thì vẫn còn có thể xét được giống hệt bếp là bếp lò thông thường hay bếp dầu, vì là vẫn là bếp có lửa. Nhưng trường hợp bếp từ thì như thế nào? Rồi thì các thiết bị hiện đại khác như là máy rửa bát vân vân, những cái đấy nó sẽ được quy lý vào những dạng bộ sao gì và sắp xếp sao cho nó hợp lý nhất. Và nếu mà mặt bằng không cho phép sắp xếp như thế thì chế hóa như thế nào? Thì đấy là những cái bài toán đặt ra đối với phong thủy ứng dụng trong kiến trúc hiện đại. Thì với ngày hôm nay thì quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi, cùng Song Hà và cũng như là gia chủ là chị Trà My sẽ bàn một chút về cái phong thủy dành cho không gian kiến trúc hiện đại, bằng cách là đi đến tham quan gia đình chị, tất cả các phòng, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách chúng ta đang ngồi đây. Qua những ví dụ sinh động trực quan như thế này thì chúng ta sẽ có những cái câu trả lời thiết thực dành cho phong thủy, cho không gian kiến trúc hiện đại các quý vị và các bạn nhé. Còn bây giờ thì em xin nhường lời cho chị Trà My và chuyên gia Song Hà trò chuyện và làm việc về cái khu nhà của mình. Chị được biết em qua chương trình đấy, chị rất là muốn gặp em. Và hôm nay là em đến đây, chị muốn được em giúp cho gia đình chị xem là căn hộ của chị có những điểm gì mạnh yếu. Em muốn nói với chị một số các cái công việc như sau. Thứ nhất là thực ra trước khi bước vào tòa nhà này thì em đã khảo sát xung quanh toàn bộ tòa nhà. Bởi vì thực ra ngôi nhà của chị cũng chỉ nằm trong một mặt bằng lớn của toàn bộ khu chung cư nhà 34T này. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là em sẽ xin chị cái mặt bằng mà ngôi nhà của mình nằm ở vị trí nào trong toàn bộ tổng thể của khu chung cư. Vì như thế em mới có một cái sự tính toán từ tổng quát đến chi tiết về phong thủy của ngôi nhà mình. Tiếp đến là em xin phép được cùng chị khảo sát toàn bộ ngôi nhà và em tiến hành các cái khâu đo đạc từng phân độ của ngôi nhà mình. Bây giờ chị mời em qua tham quan các phòng. Đây là phòng ngủ của chị. Xinh xắn. Chị có cái tivi này đẩy nó bị chiếu vào giường nên là mọi khi là chị cứ hay che vải của em ạ. Đúng rồi, thế là rất hợp lý ạ. Không gian này có điều gì cần tư vấn nhá? Thực ra ở không gian này thì nhìn chung, nếu mà nhìn bằng trực quan thì tạm thời mình chưa thấy cái lỗi về vấn đề kê sắp giường ngủ. Nhưng mà có thứ nhất là về cái vấn đề về nội thất của cái căn phòng ngủ này thì mình có thấy cái lỗi. Thứ nhất là hiện giờ cái điều hòa điều hòa lại đúng ở chỗ đầu giường ngủ, thì như thế nó sẽ gây tạo ra cảm giác nặng đầu, và nó giường ngủ, cái đầu giường của mình nó động mà nó không được yên. Thứ hai nữa là bình thường ta nhìn vào trong phòng này, nếu mà ta không quan sát từ ngoài vào trước khi mà bọn mình lên trên tầng phòng của chị
phòng 006 này, mà thì nhìn vào thì sẽ thấy cái cách sắt và cái việc mà chị để tam cước thiền thừa trên cách sắt này cũng không thấy có gì lỗi nhiều, trừ mỗi cái việc là xoay không được chuẩn xác cậu cóc, bởi vì cậu này ngậm tiền thì không thể đi xoay nhìn ra cửa. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ không có lỗi gì, nhưng nếu mà đã quan sát được từ phía ngoài thì mới thấy rằng là đây về bản chất cái phía cửa sổ này lại là mặt tiền chính, mặt tiền của toàn bộ khu chung cư. Mà đã là mặt tiền của khu chung cư thì dẫn đến ta sẽ nhìn thấy có một loạt các hệ thống đường xá. Đường xá, và ở đây nó lại theo một thế hình chữ U. Nó đón khí và đón gió rất mạnh từ phía này. Tức là ở đây là chiều hút khí, đồng thời lại tựa đường. Thực sự là đường xá đi lại lưu hoạt đúng ở phía này. Thì khi két sắt của ta tựa đường này và tựa và cái trường hút khí thì rõ ràng là két sắt của ta là có phương tọa bị động. Đây là một két sắt để sai vị trí. Mình sẽ tìm vị trí chính xác hợp lý cho két sắt. Do đó khi gia chủ mà ở nhà chung cư thì rất cẩn trọng với việc rằng là kê sắp các đồ vật, cần có điểm tọa thì cần chú ý rằng là không chỉ nhìn trong ngôi nhà của mình mà phải biết ngôi nhà của mình nằm ở đâu trong khu chung cư, và cảnh quan bên ngoài khu chung cư nữa thì mới có thể kê sắp được nó chính xác. Cái này là két sắt của mình không được chuẩn. Chị Hà còn nhớ ở cái chương trình năm trước chúng ta đã nói đến cái phong thủy cho nhà chung cư nói riêng đó, là cái việc đâu xác định đâu là cửa chính, đâu là cửa tiếp khí rất rất là quan trọng. Vì là không phải là cái cửa đi ra vào lại là cửa chính đâu, mà đôi khi nó là cái cửa sổ, bởi vì là nó lại là cái nơi mà tiếp với cái mang lại sinh khí nhiều nhất. Thì chắc là trong ngôi nhà này cũng vào trong trường hợp đó đúng không chị Song Hà? Đúng, ở trong ngôi nhà này cái phía mặt có cửa chính ra vào lại không phải là mặt tiền tiếp khí chính, mà mặt tiền tiếp khí chính lại chính là mặt hậu của ngôi nhà. Bởi vì đây đồng thời là mặt tiền của toàn bộ khu chung cư. Đã thế hình thái của khu chung cư này, cái mặt bằng của chúng ta lại vào thế lõm của hình chữ U. Và đây sẽ là mặt tiền của ngôi nhà, mặc dù cửa chính ở phía đằng đối diện. Cái khái niệm về mặt tiền và mặt tiền của phong thủy cổ hoàn toàn không ứng dụng trong phong thủy kiến trúc hiện đại đối với nhà chung cư đâu. Nếu ai mà học cái phong thủy cổ mà không hiểu sâu sắc vấn đề về nguyên khí, vấn đề về dòng khí chính thì chắc chắn sẽ luôn luôn xác định phương tọa của các nhà chung cư sai, dẫn đến có những sự tư vấn sai lầm. Và mình đã không ít trường hợp đi giải quyết những cái lỗi sai do người ta còn không biết xác định đâu là phương tọa của ngôi nhà đối với ngôi nhà chung cư. Bởi vì người ta cứ máy móc học theo sách cổ là mặt tiền là mặt có cửa chính. Nhưng đấy chỉ áp dụng đối với nhà từ đất lên. Và nhà phân lô không còn có cái phía đằng sau để mà mở cửa chính đấy. Ngay cả trong phong thủy, khi mà nhà người ta có hai mặt đường cả trước cả sau song song, thì việc phải có một cái thuật trong phong thủy mới xác định được đâu là cửa chính. Chứ không phải là như ta cứ quan niệm rằng là cửa này là cửa chính thì nó sẽ là chính. Nhiều khi khí nó đi mạnh ở phía đằng sau thì đấy lại thành là cửa chính. Đúng là hôm nay có Hà tư vấn thì chị mới biết được là đây là cái hướng nhà, là cái hướng cửa này. Chứ chị cứ nghĩ là cái cửa ra vào chính là cái cửa chính. Cửa ra vào vẫn là cửa chính nhưng đấy lại không phải là mặt tiền. Nó khác nhau một đấy, bởi vì khi xác định mặt tiền thì mới xác định được hướng và xác định phương tọa. Thế còn cái cách này như thế này, em xem giúp chị là để chỗ nào để nó hợp lý. Vâng, em tìm ra lỗi sai chắc chắn em sẽ để ở một trong hai bờ tường này. À. Nhưng mà để tính toán thì em bắt buộc phải có một cái sơ đồ của kiến trúc sư vẽ lại toàn bộ mặt bằng. Nó phải chính xác, độ sai lệch của các cái sự giao thoa khí nó chỉ có từ 20-30cm đối với nhà chung cư thôi. Nhà riêng thì nó được phép biến động nhiều hơn, nhưng với nhà chung cư thì nó lại thu hẹp lại đấy. Cho nên chính kiến trúc sư sẽ phải đo đạc rất chính xác cho em, thì em mới có thể áp trận đồ lên một cách đầy đủ nhất, từng phân kim một, đến ngay cả việc đo độ cũng đòi hỏi chính xác 0.5 độ, nếu không là có thể có sự tính toán sai lầm. Cho nên là cái việc đặt đâu em sẽ có sự tư vấn sau khi em thiết kế xong cho nhà chị, còn hiện giờ em là chỉ lỗi sai, chứ còn cái này bằng trực quan chưa thể biết rằng là sẽ để đâu cho hợp lý ạ. Em xem giúp chị là cái đồ giường tủ của chị, cái màu sắc này có phù hợp không? Chị thì vâng, cái bản mệnh thì nó chỉ là một phần thôi. Lý do là bởi vì này, em nói một chút về màu sắc, nhiều người vẫn cứ hay băn khoăn về việc màu sắc có hợp với mệnh của mình không. Thì em muốn nói này, nếu mà nói về việc màu sắc có hợp với một ai đấy hay không thì nó lại phụ thuộc vào tâm lý của người đó. Ví dụ một người nóng tính thì tuyệt đối không được sử dụng cái màu rực rỡ, và một người nó hơi trầm tính quá và đã lãnh đạm ít nói thì tuyệt đối không nên sử dụng những cái màu trầm. Thế thì còn trong phong thủy thì bao giờ cũng coi không gian phòng ngủ là cái không gian ấm cúng,
tình cảm vợ chồng thì màu sơn của nhà chị là phù hợp rồi, nhưng do là này ta kê đồ thì đồ nó choán hết cả màu sơn, thì đồ của nhà chị toàn màu trắng xóa, màu gam màu nó hơi lạnh, nó hơi không phù hợp với không gian phòng ngủ. Thì bây giờ chị có thể điểm xuyết bằng việc dán thêm hoặc là có những hình ảnh nó dành cho tình yêu đôi lứa, hoặc là sự ấm nồng ấm cúng của gia đình, những cái hình như là cả nhà, hình chụp ảnh của gia đình cả nhà, sinh nhật con này, hoặc sinh nhật mẹ, sinh nhật bố, dán trên những cái tủ này thực sự rất là ấm cúng và nhắc nhở người bạn đời của mình là luôn có một mái ấm gia đình. Em ơi, đây là phòng ngủ nhà chị nhưng mà đây lại có cái nhà vệ sinh, tức là đi qua cửa vệ sinh mới vào đến phòng ngủ thì có ảnh hưởng gì không? Cái lỗi này thì thực ra thường hay gặp ở các cái nhà chung cư, bởi vì thứ nhất đây là nhà không gian phòng ngủ bắt buộc phải có cái nhà vệ sinh khép kín cho gia đình thuận tiện sử dụng, thì tất nhiên là nó cũng không được tốt lắm nhưng có thể xử lý và chế hóa được, nó rất là đơn giản thôi. Bởi vì cái nhà chung cư có một lợi thế là hệ thống bể phốt sẽ không bao giờ đi kèm theo nhà, bởi vì cái hệ thống bể phốt lại luôn luôn được đặt ở một cái vị trí rất xa cái nhà lửa đấy, thế cho nên là cái nhà vệ sinh này cái tính uế của nó đã giảm đi rất rất nhiều rồi, thậm chí bước vào thấy rất thơm. Ở đây nhà vệ sinh trong nhà chung cư, nhà hiện đại kiểu này thì nó lại mang tính chất nơi vượng thủy là chính, còn cái uế nó chỉ là rất nhỏ thôi thì đều không sao cả, xử lý được bằng cách là ta cũng thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và sử dụng các cái mùi hương để giúp cho cái nhà vệ sinh của ta nó lại không phải trở thành nơi uế tạp nữa. Thế mà em sang phòng bên. Mời hai em vào đây. Chị muốn hỏi Hà là đây là phòng ngủ nhé, mà chị để bàn thờ ở đây thì có làm sao không? Em hỏi một chút là phòng ngủ này ai ngủ? Nhà chị thì có cháu nữa, có cháu học đại học ở đây. Thì cháu bé là bé gái bé trai ạ? Bé trai ạ. Bé trai may là. Hoặc là nhà chị rất hay có khách. Có khách thì em nói này, cái việc mà do không gian chật chội ấy, thì nhiều khi đành phải tiết kiệm không gian như vậy. Thì chỉ có một nguyên tắc, thứ nhất nếu mà đã kết hợp như vậy thì phải có sự che chắn ngăn cách giữa cái không gian để bàn thờ với cả không gian phòng ngủ. Như ở đây là chị sẽ nên có rèm, có rèm, rèm thì nên mua loại rèm hạt gỗ, bởi vì rèm hạt gỗ thì nó sẽ nặng và nó sẽ tránh cái hiện tượng mà gió thì nó lại phất vào bàn thờ dễ gây hỏa hoạn. Rèm vải thì nó nhiều khi nó phất phơ, cái độ nguy hiểm về hỏa hoạn khá là cao. Thì ở đây thì thứ nhất là chị em muốn nói trên bàn thờ có mấy điều kiện quan trọng nhất. Thứ nhất là phải hiểu được bàn thờ là nơi vượng hỏa, mà đã vượng hỏa thì rất tránh việc thủy quá gần hỏa. Thế thì cái chén này chị đựng nước, như chị nói với em ấy lúc nãy là chị dùng để đựng nước là bất hợp lý, mà em nói rồi, lưu thủy chỉ cần có những chén nước ở phía trước này thôi, người ta gọi là minh đường tụ thủy, chỉ cần những chén nước phía trước này thôi, 3 bát hương thì đi với 3 chén nước và 5 bát hương đi với 5 chén nước. Thế còn ở gần bát hương sẽ là những cái chóe như này, nhưng sẽ là 3 chóe gọi là các cái bình tài lộc trên bàn thờ đấy, là chóe thiên, chóe nhân và chóe địa. Thì chóe thiên tính từ trái qua phải đấy, là chóe đựng tiền, chóe nhân là chóe đựng gạo và chóe địa là chóe đựng muối. Về ý nghĩa của nó thì em nói là cái tiền này thì nó là ngoài tròn trong vuông, dạng tiền càn khôn đấy, thì tượng trưng cho cung kim và cung càn là cung trời. Còn gạo thì do con người trồng ra, có thể hiện cái tính nhân của con người. Và cái chóe địa là bởi vì muối này là muối từ dưới lòng biển và thấp nó âm, cho nên gọi là chóe thiên, chóe nhân, chóe địa. Vâng, thế thì có đủ thiên nhân địa như thế là phù hợp rồi. Trong chóe này chị có thể để 5 đồng cũng được, gọi là sâu ngũ đế, hoặc là 8 đồng gọi là sâu bắc đế của 5 đời vua, 8 đời vua của Trung Hoa. Cái đấy thì rất là phổ thông trong phong thủy rồi. Thế vâng, đấy là về lưu thủy. Còn lưu hỏa thì ngoài việc bát hương của chị thắp hương hàng ngày thì cần thêm đèn dầu ạ. Ở đây chị có đèn dầu. Tức là vẫn phải có đèn dầu. Vâng, đèn dầu trên ban thờ. Về bản chất đèn dầu trên ban thờ thì chị phải, tức là để cho tránh độc hại, chị dùng cái loại dầu riêng của cái đèn dầu ban thờ ấy, chứ không phải dùng dầu nấu của bếp dầu đâu. Nó có một loại dầu riêng đấy, dầu rất là thơm mà không có chất hóa học, tránh độc hại cho không gian sống. Thì cái loại đèn dầu đấy thì chị sẽ để bên tay phải của ban thờ. Tay phải, tay trái của ban thờ ngược với người đứng khấn thì tay phải của người đứng khấn lại là thanh long của ban thờ, mà tay trái của người đứng khấn sẽ là bạch hổ, cho nên bạch hổ thì tĩnh mới để đèn dầu. Trong cái đó động như thế thì lại là chuyển cái lọng hoa sang bên thanh long này cơ.
À. Thanh long là gì? Thanh long là rồng xanh. Mà rồng xanh thì sao? Vì đây nước, nước lại làm cho hoa và cây tươi tốt hơn. Thì nó ở thể động đấy, thì nó ở bên thanh long, nó phù hợp hơn. Đấy, và chị có thể bày trí nến đang đối hai bên như này. Nhưng nhìn chung thì là vẫn phải có sự che chắn. Và hiện giờ thì thực ra nếu nói rằng vị trí ban thờ nhà chị tốt hay xấu thì em phải tính toán rất kỹ thì mình có thể tư vấn được cho chị. Nhưng mà trực quan thì em thấy thứ nhất là nội thất phía trên của ban thờ là bất hợp lý. Là chị tạo ra một gờ rầm của cái hệ thống trần thạch cao, trần giả này đè vào đầu ban thờ bát hương là không tốt này. Có lẽ nếu mà em xác định thấy vị trí này đã hợp lý để ban thờ rồi ấy, thì chắc chắn là chị phải xử lý cái chân này cho em làm phẳng ạ. Thứ hai nữa là cái đèn kia là cái đèn mà kể cả khi chị ít khi bật đi chăng nữa thì nó vẫn là cái đèn nó lồi ra và nó đè vào bát hương thì chị cũng phải tháo đi. Chị muốn hỏi Hà là đây là căn bếp này nhưng mà đây có cái cửa ra ban công thì em thấy có hợp lý không? Đúng là đầu tiên nếu nói về dòng khí mà luân chuyển trong cái không gian bếp này thì đúng là nếu mà cái cửa ra ban công này chị mở thường xuyên nhá thì đúng là khí không tụ vào trong không gian bếp đâu, tán khí lắm. Còn nếu mà chị mở không thường xuyên thì cái lỗ đấy nó còn nhẹ đi. Thứ hai nữa là khi quan sát bao quát từ bên ngoài thì em phát hiện cái lỗ của nhà mình, cái lỗ quan trọng nhất là cái việc mà mình để hướng của ban thờ và hướng của bếp là đối hoàn toàn nhau. Tuy là có một bức tường chắn qua nhưng mà điều đấy trong phong thủy thì nó cũng không có tác dụng nhiều lắm. Nó vẫn là ở thế gọi là thế thần đối thần thì nó dễ nảy sinh một việc, tức là như về tâm linh là trên bảo dưới không nghe đâu. Bao giờ cũng như thế, nó sẽ có sự tương tác đấy thì không được tốt lắm. Thì em sẽ tính toán thật kỹ xem là vị trí bếp của chị có thể làm bếp giả được không này, là một. Cái thứ hai nữa là ban thờ để đấy tốt đẹp hay không, nếu không thì có thể em sẽ chuyển để làm sao cho phù hợp với cả cái bếp. Mà nếu mà bếp đã chuẩn rồi cái đấy thì chị cũng không phải lo lắm nhiều vì nhìn ra lỗi thì xử lý tốt. Nhưng mà trước mắt hiện giờ thì khi ta chưa làm gì thì cũng thấy luôn cái lỗ, tức là bình thường cái vòi nước ấy, nếu mà cứ để thẳng thế này thì ta không nói nhưng hiển nhiên vòi nước trong quá trình sử dụng ta sẽ có những lúc buộc vòng phải chéo xiên. Và khi chéo xiên như vậy thì rõ ràng là nước rót thẳng vào bếp rồi. Rõ ràng là như thế. Bởi vì cái khoảng cách ở trong phong thủy yêu cầu khoảng từ 80 cm đến 80 cm là bản chất cái khoảng cách đấy dành cho cái việc cái vòi nó cứ chỉ nhìn đồng vị hướng bếp thôi. Nhưng một khi mà xoay ngang xoay dọc thì nó không còn quan trọng về khoảng cách nữa. Mà đây cũng là một khoảng cách gần. Cho nên là em khuyên là chị nên, tức là nên có một cái chắn. Cái chắn này rất là đơn giản, nên nhiều khi chị có thể làm một cái chạm bát mini, chạm đựng đĩa mini thì nó cũng đã chắn giúp mình rồi. Còn nếu mà cầu kỳ hơn thì nên là cái đồ chắn nó bằng mộc, vì thủy đấy thì rồi vẫn phải sinh mộc mà mộc vẫn phải sinh hỏa. Đấy thì chị có một khoảng cách phù hợp ấy, thì nó tránh hết được, tức là mình cũng phải nghĩ tính vấn đề an toàn, tránh hỏa hoạn. Đấy thì khoảng cách là phải định như thế nó cũng tụ khí chị hơn. Cái tấm ngăn này nó không làm cho cái đường khí này nó thất bại đi, xong rồi nó lượn hết ra cái khí nó cửa ban công. Còn đây là phòng ăn của chị, em xem có vấn đề gì không. Nói chung không gian ăn uống thì đòi hỏi sự ấm cúng, và cái phòng ăn của mình thì với tông màu như này thì đã tạo cảm giác ấm cúng rồi. Nói chung là nếu mà chị mua thêm những cái lọ và những cái hình hoa quả giả ấy, chị biết không, để bày lên trên bàn ăn thì cảm giác thèm ăn sẽ tăng cường lên rất nhiều. Thế nói chung là phòng ăn là nên tương tác màu sắc với tâm lý thôi. Còn thực ra phòng ăn trong phong thủy thì chỉ tối kỵ những cái bàn ăn hình tam giác. Những bàn ăn có quá nhiều góc cạnh, một số người mê tín tới mức mà làm những bàn ăn hình bát giác chẳng hạn, đấy là những cái bàn ăn rất xấu, bởi vì những bàn ăn đấy khiến cho mọi người không tụ hợp với nhau và hay chia rẽ nhau, xung khắc nhau. Còn những dạng bàn ăn hình bầu dục, hình chữ nhật và bàn ăn hình tròn, những bàn ăn rất được khuyến khích bởi vì nó tạo sự sum vầy và quây quần trong tập thể gia đình. Đây là phòng ngủ của cháu nhà chị. Ở đây là cái bàn học như này thì em thấy có hợp lý không? Ở đây là cháu chị đúng không ạ? Anh lớn và cô em bé xíu. Yêu quá. Đây là em bé mới được 9 tháng. À thế ạ? 9 tháng. Chị đẻ cách nhau nhỉ? Anh cu lớn 16 tuổi. Vâng, 16 tuổi, cứ là 5 năm.
Yêu quá. Em bình thường em ngủ vẫn ngủ với mẹ đúng không ạ? Ừ, em về ngủ với chị. Vâng. Còn đây thì là phòng, là không phòng gian phòng của anh cu trai cả. À, chị có hỏi em rằng là cái bàn học của cháu đã phù hợp hay chưa? Em chưa xét đến hướng, nhưng nếu mà xét về vị thì thực sự cái bàn học của cháu bất hợp lý. Lý do là vì cái cửa ra vào phòng thì cũng ở sau lưng cháu. Và thứ hai, kể cả cái cửa ra vào ngôi nhà thì cũng ở sau lưng cháu. Thì thực sự như này thì cháu ngồi học khó tập trung lắm chị ạ. Chắc chắn em sẽ phải thay đổi lại vị trí ngồi học của cháu. Lúc trước là cái bàn học nó là ở phía trong. Thế nhưng cái giường này thì chị lại thấy nó sợ gần phòng vệ sinh. Thế là chị lại phải đổi lại. Không, cái đấy không ngại, người ta có thể sử dụng rèn, sử dụng cây xanh, một cái thiết bị khác chứ không để cho cháu ngồi học theo cái thế mất thế chủ động. Kể cả vẫn cái hệ thống này chị dịch vào trong kia nó vẫn mất thế chủ động. À, bởi vì đây vẫn là luồng đi lại theo một cái trục giao thông trong căn phòng, nó là một cái luồng đường đi lại. Đã là thế nó gọi là nó động rồi. Động ở sau lưng, thứ hai nữa là cái cửa ra vào cũng ở sau lưng, và kể cả cái cửa của toàn bộ hệ thống nhà cũng ở sau lưng cháu. Thì học khó tập trung lắm. Chắc chắn là chất lượng học của cháu nó giảm đi nhiều. Còn vấn đề gì cần phải tư vấn không hả chị Sang? Màu sắc của phòng này rất hợp lý rồi. Bởi vì một khi phòng ngủ mà kết hợp với cả việc học hành ấy, thì tuyệt đối không sử dụng những gam màu hồng, gam màu hồng hoặc là gam màu tím. Bởi vì đấy là những gam màu tạo cảm giác buồn ngủ và tạo cảm giác thèm ngủ, thì nó sẽ khó mà có thể kết hợp được với việc học hành. Gam màu xanh là một gam màu đặc trưng của trí thức, hoặc là gam màu xanh lá cây cũng vậy. Tông nhạt và tông đậm khi kết hợp hợp lý nó sẽ là gam màu rất phù hợp với việc kết hợp giữa phòng ngủ và phòng học. Mà đây là phòng ngủ của bé trai, kết hợp phòng học thì nó rất là hợp với các cháu. Với bé gái thì có thể là gam xanh ngọc kết hợp với gam xanh lá cây. Còn những cái bé gái nào quá yêu màu hồng thì chỉ có thể điểm xuyết thôi, chứ còn không thể để cho cái tông chính của căn phòng lại là tông hồng hết được, thì cháu khó học lắm, chỉ thích ngủ thôi. Vậy là chúng ta đã đi tham quan hầu hết tất cả các căn phòng của gia đình nhà chị Trà My đúng không? Còn phòng khách nữa, chúng ta có thể tư vấn cho Trà My phòng khách. Đúng rồi. Vậy là chúng ta đã đi tham quan tất cả ở ngôi nhà của chị Trà My. Chị Song Hà này, để tư vấn cho một ngôi nhà hiện đại như thế này thì chắc hẳn là chị phải áp dụng một cái kiến thức phong thủy hiện đại chứ không phải là phong thủy cổ đúng không ạ? Không, nền tảng vẫn là trên cái nền tảng cái kiến thức phong thủy truyền thống chứ. À, nhưng mà nó có thêm những thành phần hiện đại vào. Nó vẫn được quy lý theo những bộ sao cổ thôi, nhưng có điều phải biết là cái gì và sao gì thôi. Chứ còn nó vẫn phải trên nền tảng phong thủy cổ, chứ không thể bảo rằng là nó là cái hoàn toàn trái ngược hay cái khác thì không phải. Nó vẫn sử dụng những học thuật sau. Thứ nhất là phong thủy bát trạch, nhưng cái này thì nhẹ thôi. Thứ hai, và bát trạch này là đã có sử dụng đến an nhị thập tứ cung hoàng phúc đức trên việc xác định được phương tạo, phương và hướng mặt tiền. Thứ hai nữa là phải sử dụng đến kiến thức của huyền không phi tinh để tạo ra trận đồ của thiên khí, và phải sử dụng kiến thức của phong thủy khí trường an thần sát thì mới có thể xác định được sơ đồ địa khí gồm có nguyên khí và thực khí. Cái đấy nó vẫn trên nền tảng khoa học của phong thủy truyền thống, bởi vì đấy là một cái bộ môn khoa học nó đã trải qua hàng ngàn năm rồi, và nó đã có sự trải nghiệm của các đại sư phong thủy từ các thời trước. Khi mà đã được chân truyền thì sẽ thấy được cái sự ứng nghiệm rất là cao. Khi phong thủy mà được tính toán với độ chính xác cao thì bao giờ cũng rất là linh nghiệm. Vậy thì tôi đã thể có thể hiểu là phong thủy hiện đại thì vẫn dựa trên cái nguyên lý và nền tảng của phong thủy truyền thống, nhưng chúng ta có những gọi là làm sao để linh hoạt, để ứng dụng cho hợp lý cho không gian kiến trúc hiện đại đúng không quý vị và các bạn. Thế còn phòng khách thì sao, chắc là chị Trà My cũng có một vài điều muốn hỏi về phong thủy gia nhập nhà mình đúng không ạ? Chị muốn hỏi Hà xem là ngồi ghế của chủ ấy thì ngồi chỗ nào thì hợp lý. Câu hỏi chị rất hay, vì hầu như tất cả các phòng khách bao giờ cũng thế, ai cũng rất là quan tâm rằng cái ghế của mình ngồi là ghế nào cho đẹp nhất. Thì cái phòng khách của chị, ghế mà chị đang ngồi là ghế đẹp nhất rồi, và từ nay đi chị cứ nhớ là chị luôn luôn ngồi ở ghế đấy. Vì khi ngồi ở ghế đấy, thứ nhất là chị bao quát được tất cả các luồng khí trong ngôi nhà của chị nắm thế chủ động, chị bao quát được tất cả các cửa phòng trong ngôi nhà của chị. Đấy, thì nó là cái ghế hợp lý nhất và tốt nhất.
Thế em nhìn giúp chị xem là những con rồng chị bài trí thế kia có được không? Thì theo nguyên tắc từ cái vị trí chủ ngồi thì rồng nên đặt ở bên tay trái của chủ ngồi. Thì như vậy thì khi chị bài trí rồng như vậy thì là rồng lại đang đặt bên tay phải của phía chị ngồi. Thế thì nó là không được hợp lý ạ. Nhưng mà cái này thì nó cũng không quá nguy hiểm, lý do là vì cái cậu rồng của chị là thứ nhất là đồ vụt đã đổ, thứ hai nữa là chưa hề làm các thủ tục khai quang. Điểm nhãn cho rồng thì nó cũng nhẹ rất nhiều, lúc này mang tính chất là đồ trang sức, đồ trang trí trong nhà, nhưng mà tốt nhất là chị vẫn nên để bên tay trái, chị có thể làm một kệ để bài thí dụ như là chị để một cái bàn ở đây đúng rồi, xong rồi chị bày rồng vào thì nó vẫn đúng thế hơn. Thế thí dụ như để lọ hoa thì như thế nào? Vâng, lọ hoa thì chị nên để phía trước mặt bàn, còn bình thường nó là cây khối chơi mà không có nước ấy, thì rất đơn giản là chị cứ bày ở vị trí này thì là nó rất là hợp lý, nó cũng làm cho phong cách của chị thêm sang trọng. Còn tất cả những lọ hoa có nước thì là nên cẩn thận đặt đúng vào cái vị trí đào hoa vị thì hơn. Chị Trà My ơi, sau khi mà có một buổi làm việc với chuyên gia Song Hà của chương trình thì chị cảm nhận thế nào về cái buổi tư vấn ngày hôm nay ạ? Trước tiên là chị cảm ơn Minh Hương, vì là hôm trước là mình xem chương trình ở trên đài truyền hình của mình thì mình mới biết cái chương trình này, và sau đó là mình cảm ơn Song Hà, vì nhờ có Song Hà là mình có được những cái tư vấn rất là hay. Mình chúc là đài sẽ có nhiều cái chương trình bổ ích và lý thú. Dạ. Còn chúc cho Song Hà cứ trẻ đẹp mãi, có nhiều sức khỏe để giúp cho mọi gia đình nhiều hạnh phúc. Vâng, cũng xin thay mặt cho cả ekip làm chương trình chúc gia đình chị luôn hạnh phúc, các cháu thì học hành, cháu lớn thì học hành ngày càng giỏi giang, còn cháu bé thì ăn no cháu lớn, đúng không ạ? Còn chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì cũng xin khép lại tại đây. Tất cả những cái thắc mắc của quý vị về các bạn về phong thủy dành cho không gian kiến trúc hiện đại thì được dựa trên nguyên lý nào thì chúng tôi cũng được chuyên gia Song Hà trả lời ngày hôm nay, đúng không ạ? Tất cả đều phải dựa trên lý thuyết cơ bản của phong thủy truyền thống, phong thủy cổ. Còn bây giờ, xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.